Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa với quý vị và các bạn, ngay lúc này đây, chúng tôi cũng vừa mới mua về được một chiếc xe Spark Van, tức là phiên bản 2 chỗ ngồi, quý vị và các bạn nhé. Số sàn, đấy, chiếc xe này là chúng tôi vừa mới mua. Chúng tôi mua và là chúng tôi thuê xe trở về tận cửa hàng luôn, quý vị và các bạn ạ. Một chiếc xe Spark Van 2 chỗ ngồi, số sàn, sản xuất năm 2017, quý vị và các bạn nhé. Chúng tôi hiện tại là đang vừa mua vừa bán, những chiếc xe vừa bán vừa mua về đều tại cửa hàng của bạn ạ. Ngày nào cũng có xe mua về và có xe bán ra. Cho nên là quý vị và các bạn nào mà đang có nhu cầu mua bán xe ô tô cũ thì hãy qua cửa hàng chúng tôi ở số 318, 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và mua bán hoặc trao đổi. Chúng tôi đều mua bán và trao đổi hết luôn các bạn nhé. Và chiếc xe Spark Van 2017 số sàn thì quý bạn xem đây ạ. Chúng tôi cũng chỉ bán có hơn 100 triệu đồng thôi quý vị và các bạn nhé. Đấy, quý vị và các bạn nào mà đang có nhu cầu thì đến xem xe tại cửa hàng chúng tôi ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Đấy, những chiếc xe mà chúng tôi đi mua về thì hoàn toàn là chúng tôi đều chở bằng những chiếc xe cứu hộ trở về tận nhà của bạn ạ. Tại vì là chúng tôi đi mua xe thì đều có những đơn vị vận chuyển, thuê những đơn vị vận chuyển hoặc là làm hồ sơ, cũng đều có những đơn vị để làm hồ sơ rồi. Cho nên là quý vị và các bạn đi mua xe qua cửa hàng chúng tôi thì yên tâm tuyệt đối luôn các bạn nhé. Không có vấn đề gì về thủ tục ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video ạ.